Chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi thăm vườn, thăm hai cây, đó là cây này là cây hồng, đây là cây táo. Bây giờ mình thăm cây nào trước đây? Cây táo nha. Hôm trước mình đã quay các bạn xem là mình trùm cái bọc á. Nếu mà bạn nào có xem video rồi sẽ nhớ lại video trước đây gần đây nhất của mình ha. Cây táo. Mỗi cái táo là mình sẽ trùm bọc như thế này, mình bảo vệ nó cho nó đừng có bị con ruồi vàng nó chích. Thì đây là cái nhánh non của nó đâm ra thôi mà mình không hiểu sao mà nó nhanh lớn khủng khiếp luôn. Cái lúc mà mình trùm cái bọc này là cái nhánh nó ngắn ngủn hà, nó có tí xíu rồi các bạn, ngay đây luôn. Mà trong cái thời gian chờ cái trái táo này nó chín, nó chưa chín, nó làm giờ nó thành một cái nhánh trưởng thành luôn rồi. Mình cũng không ngờ luôn á, nhanh lớn ghê luôn. Rồi bây giờ mình quay lại. Đây, táo của mình thì hôm trước bông nó rất là nhiều, giống như video trước mình đã có đăng, trái cũng rất là nhiều. Sau đó cái mình trùm lại để cho không có bị con ruồi chích hư trái, vì năm ngoái cái trái của mình nó bị sâu. Nhưng mà năm nay nó bị một cái bệnh mới, đó là mình trùm cái này rồi nè, không biết sao á, là có con sâu ăn lá, nó nằm ở trong cái lá này, mình không thấy đi. Nó ăn chuỗi hết trơn luôn, mấy cái lá luôn. Như cái nhánh này là bị ăn chuỗi nè, cho nên là mình đã tháo xuống nè. Nhánh này các bạn thấy cái chỗ nào trống á là mình đã tháo, là bị sâu ăn rồi đó. Sâu này nội dung này là sâu nó ăn lá, cho nên là mình đã tháo xuống hết rồi, mình cắt bỏ hết luôn. Thí dụ các bạn xem vài nhánh mới được. Đây, bên đây nó hơi ngược sáng tí. Đây như nhánh này nè, bông trái rất là nhiều luôn, xong nó bị sâu ăn hết trơn luôn, cái mình bỏ hết để cho nó đừng có lây á. Đó, mấy cái này mình bỏ hết luôn rồi nè các bạn. Nhưng mà khi mình bỏ đó, nó bắt đầu mình lật cái nhánh đó, như một cái nhánh giống vậy, tại vì cái nhánh này nó còn trái nên mình chừa lại nha. Như nguyên đùm nó còn cái nhánh đó, cái mình sẽ lật nó giống vậy nè, nhẹ nó thôi đó, lật nó như vậy thì nó sẽ còn một cái cùi giống như vậy đây. Khi nó còn cái cùi như vậy nè thì bây giờ hiện tại là mới tháng 12 thôi, tới tháng 5 mới là mùa thu, nó mới vô đông, nó mới vô mùa lạnh, cho nên nó là mình sẽ lật lá để cho cái nhánh lá mới nó ra. Thì bây giờ bữa mình lật mình không có quay, tụi mình không biết nó có ra không, cho mình không quay. Sẵn bữa nay mình đi thăm vườn mình quay với các bạn. Cái này rõ ràng là nhánh non mới ra nha, mình lật xong rồi nó ra, nó cũng có ra bông nữa nè. Đó thì nó gọi là hồi sinh thêm một lần nữa, có nghĩa là hôm bữa thì nó đã bị hư rồi, nó ra trái nó bị hư rồi, cái mình lật lá hết luôn. Vậy nó hồi sinh thêm một lần nữa thì nó ra nhánh thì nó lại ra bông tiếp tục. Nếu mà may mắn kịp thì nó sẽ ra một đợt trái mới, thì để mình chăm sóc nó lại, có cơ hội bồi dưỡng nó lại, nó bảo quản nó lại. Đây, nó ra nhánh mới luôn nè các bạn. Đó, khi mà nó bị hư á, cái mình lật cái lá đó nè, bây giờ nó ra lá non mới nữa đây nè. Đây đó. Mỗi cái chỗ mình lật á, như chỗ này nè nó không có ra nữa, chỗ này nó không ra, nhưng mà cái chỗ này nó ra. Thấy vậy chứ một hai ngày sau là nó ra cái gang tay giống như vậy luôn á, nó nhanh khủng khiếp luôn, nó nhanh lớn quá luôn. Còn mà mấy cái nhánh táo ở trong cái bọc á, bây giờ hiện tại nó vẫn còn rất là tốt. Thì mình mở thử cho các bạn xem một nhánh ha. Này, để mình mở ra một hồi mình chùm lại. Đây, ú đu trắng nõn nè. Đây cái này nó bị gì rồi, nó bị da cám rồi. Đây nè, đây ở dưới là ấy, gió đây, mình quay cận các bạn xem nha. Nó ú nu ú nần luôn. Còn cái này đi trong đây nè, đấy, nó to hơn cái ngón tay cái của mình luôn rồi đó. Đây nữa nè các bạn ơi. Đây, còn bên đây các bạn nhìn bên ngoài á, bao lưới thì cũng có thể thấy nha, nó cũng rất là nhiều trái, rất là sai trái. Đây nữa nè, nhưng mà mình cưng á. Đây nữa nè các bạn, đây nè đó. Rồi bây giờ là mình cũng chờ cho nó chín rồi mình ăn thôi. Cái mình chia sẻ đó là mình lật hết mấy cái lá hư á, cái bây giờ lá mới nó ra thì không biết là mai mốt nó có trái nhiều lại không. Nếu có thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Các bạn nhớ chờ video của mình kế tiếp nha.
theo dõi ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay bên đây cho các bạn xem. Đây là cái hồng giòn này là mình khoe mình mua cái chậu này là 45 lít mình trồng xuống dưới đất á, thì nó ra bông rất là nhiều. Hôm trước á, ra bông rất là nhiều, mình quay với các bạn xem rồi xong rồi nó cũng rụng bông rất là nhiều luôn. Bởi vì cây này nó rễ chưa nhiều các bạn, cho nên nó rụng là chuyện bình thường. Nó tự đào thải, nó giữ trái không nổi thì nó phải đào thải thôi. Còn bây giờ trái của nó cũng lớn rồi, sẵn mình quay cho các bạn xem. Để mình đứng hướng nào cho nó dễ quay ha. Mình mở một cái bao cho các bạn xem, như bao lưới cho các bạn xem trái của nó nha. Đấy. Đây. Trái hồng. Cái lý do là nó cạ cái bao lưới nè, cho nên cái trái nó bị trầy vậy đó. Còn phía dưới này nó không có bị cạ nè, cái trái nó còn nguyên nha. Đây. Ở đây nữa đây. Còn chỗ này nữa. Trái này nó cạ nhiều lắm. Đó. Nó có phấn nữa. Đụng phấn tùm lum hết trơn luôn. Nhìn cưng lắm các bạn ơi. Mình sợ nó bị chích á, nó bị dòi uổng á, cho nên mình chùm nó lại. Nhưng mà chùm lại gió quá chừng luôn thì nó lại trầy cái trái. Được cái này mất cái kia, phải chịu thôi. Ở trên đây thì được hai em nè, hai em trong lưới nè. Mấy cái bao này bao nào cũng có trái hết. Bên đây nữa nè các bạn, trước mặt mình đó nè, cũng vui vui thôi, mình trồng chơi cho vui thôi các bạn. Đây mình coi cái lưới này có dễ mở không, để mình mở cho các bạn xem. Yêu lắm. Mở xong rồi hy sinh bữa nay mở cho các bạn xem rồi chút mình chùm lại. Đây nè, quá trời đẹp luôn, quá trời xinh gái luôn, con đứa cưng dễ sợ luôn vậy đó. Rồi thôi mình cập nhật cái cây của mình rồi xong rồi nha các bạn, ráng chờ thêm vài tháng nữa mình nghĩ nó sẽ có một cái sự thay đổi rồi mình quay lại các bạn nha. Các bạn thấy mình đang quay video mà gió thổi mà lá chuối rách tơi tả luôn, như nghèo luôn đó, gió dữ lắm luôn các bạn. Mình đi đứng bên ngoài mình quay vô cho các bạn xem, đang đứng mà gió rất là lớn, nó quật cái bộ chuối mà ra lá rách tơi tả luôn. Bên đây nữa nè, các bạn nhìn thấy nè, nó rách te tua luôn, cho nên gió mạnh gió lớn lắm, cây cối nó bị nghiêng ngã hết. Rồi tạm biệt các bạn nha, để mình bọc lại mấy cái nhánh táo với nhánh hồng, rồi lần tới có cái gì vui vui mình đăng lên tiếp. Tạm biệt mọi người.